Em Vũ xin chào bà con cô bác trên YouTube. Hôm nay dọn xe này có một số đồ bán cho bà con đây. Dọn mấy cái kho chống hết sẽ thanh lý cái giá ok cho bà con hết nha. Đây là xe full channel mà gã ra hôm bữa, còn là một số đồ ví dụ cản, cù dĩa, đồ này kia, nó đồ full channel nè. Ghi đông sơ khỉ với lóc số qua lăn lửa gì đó, nói chung là đồ có full channel không. Clip này toàn bộ là full channel gã xe, không gã xe lấy bút lông mà lấy sổ ghi luôn, bán thấp xuống. Bà con nào có săn được gì thì alo số điện thoại em trên màn hình em gửi cho. Cái này kiếm mấy cái bình ắc quy thử ra nè, full 2 nè. Cái bát này bát khu 2 hổm nè. Trời ơi, giờ đạp xét hết mà. $20,000 nữa. Cái số 1 đi. Bây giờ lấy bút lòng đi. Số 1 10,000 bạc luôn, bán cho hết luôn mà. Cái giò đạp nó bị xét nè, giờ nhào cho bà con gam lại. Nên bà con nhìn nè ha. Rồi số 1 giò đạp full nail con ốc luôn. Đó, 10,000 bạc à. Bán hết luôn 20 xuống 10,000 luôn đó. Cái này có bát chữ A. Số 2. Số 2 bát chữ A có full nail nè, bán 10,000 luôn đó. Cho anh em thợ quên cái mộc hết trơn luôn. Này phu 2 lộn qua đây nữa, thôi qua đây bỏ hết rồi, phu 2 ra đây. Một cái mộc là phu neo, không có luôn nào lộn xộn. Đây là cái cản phu neo 190,000 phải không, cản phu neo cũ này cho bà con về sơn lại, bán 150 luôn. Nếu bà con số 3 bà con gắn vô phu neo á thì chở đồ thì nói về nó cứng ngắt à, chẳng ghim mà. Còn nó gắn quay A mà đã chở đồ mấy chiếc xe quay A 100 á là chúng ta phét cái dàn áo ở đây nè, rồi là chúng ta bắt vô chở biết chừng nào mà nó gãy nó nữa, nó không gãy nổi. Đây là cản gin nha, cản gin rồi 150 luôn. Cù dĩa full nail còn xài tốt bình thường nè, còn xài tốt, còn có cục canh ngoài trước, có cái khâu ngoài sau còn xài tốt bình thường, không hư không trở ngại gì hết. Cù dĩa full nail 200,000 phải không, bán 150 luôn. Đối số 4 đó, bán xả hết trơn luôn mà 150. Cái này là cái ghi đông sổ thủy, nó sẽ dính được cái dây thắng luôn, dây thắng đùm, cái dây thắng đùm rồi ghi đông sổ kỹ, còn bao ngay thẳng nghiêm chỉnh bình thường em bán 250 nè, phải không. Ghi đông sổ kỹ full nail còn sáng đẹp luôn, bán 200 thôi. Hồi nãy là tới số 4 hả, tới số 5 thôi, số 5 bán 200,000 nè. Ghi đông sổ kỹ mấy công dây làm thòng dính theo đưa hết theo luôn đó. Rồi có hai cục gù hai đầu luôn nè, bên trong sẽ có đậu trọng luôn nè, mấy cái này còn đẹp chân nha. Nhưng mà bao ngay thẳng nghiêm chỉnh luôn, chạy buông tay được bình thường luôn đó. Bên đây nè, đó đầu cuộn cuộn lên với bẹ cuộn 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 lên đây cho nó gọn đi. Đó, hai gù hai bên. Gù nè, gù có cũ có xét nha. Gù đây cũng vậy, có cũ có xét nha. Gù có cũ có xét. Bán 200,000 thôi, rẻ rời rồi, cho xuống luôn. Cái lốc số, cái lốc số hôm bữa nó bị nứt ở đây, nó cho con ốc măng cá nè, cái con ốc măng cá đó lốc số nó nứt ở đó, nó nứt quanh đây đâu, nứt ở đó đó, ốc măng cá thôi, còn như lốc số không bể gì cho nghe. Này neo 206 rồi số máy 01 và không bán sạch cho ngài, còn cái lốc số này chợ bán luôn, đem bảy con ốc con này phải không, thanh lý luôn, bán cho bà con là 150,000 luôn. Tới số mấy à, số 6 150 luôn đó, thanh lý luôn nha. Có hai cái đũa luôn đó, nguyên cái lốc số phu neo bán vậy đó, nó chỉ bảy chỗ cái con ốc măng cá đó thôi nè. Cái bộ qua lăng lửa điện của phu chò neo mới chát luôn nè, mới chát qua lăng lửa điện dĩ đăng đề. À, nhông sinh đời này nó bán thanh lý luôn,
dĩ đăng à, dĩ đăng đề nè, nhâm đề lớn, nhâm đề nhỏ nè, qua lăng lửa điện nè, cùng điện nè, còn mới luôn, còn đẹp lắm luôn nè, nó full nail, bán thanh lý cho bà con luôn, như đây bán 350 thôi, nó qua lăng lửa điện mình bán 350 thôi, tới số 7 nè, số 7, 350. Rồi số 7 qua lăng lửa đi vô 350. Số 8 combo cúc số cúc đạp loại so loại con chó cần lừa của phu neo đây. Cái cúc cần số còn ngay nha, gân còn bé ngót mới chát nha. Bao ngay, loại so con chó cần lừa bao gãy. Mà hai cái này nó còn sáng còn đẹp nè, neo 206 thì nó đẹp vậy đó, gân cỏ. Bán 100.000 luôn thanh lý mà nó giá nó rẻ dữ lắm. Khi mà chúng ta lúc bằng máy chúng ta cần cái này ha. Ai mà cúc số bị cong đó. Số 8 100.000 thì mua để dành đi. Còn xài tốt bình thường nha. Xe em là gã máy zin nha. Nói chung máy zin máy gã máy gớt không bao giờ gã máy gớt gã lỗ sặc máu luôn. Hết chưa? Cái dòng sin này mắc ha, cái báo số của khu chợ neo còn xài tốt bình thường 50.000 luôn. 50.000 số 8. Rồi đầu khu chợ neo là em xả hàng vô đó đó, rất là rẻ. Rồi xin chào bà con cô bác nha.